Xin chào các bạn và các em đã quay trở lại với kênh Nhung Giáo Vlog. Tiếp tục với các môn học trong chương trình giáo dục phổ thông mới sách lớp 2, thầy tiếp tục hướng dẫn cho chúng ta môn tự nhiên xã hội lớp 2 bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Và thầy cũng hy vọng chúng ta hãy like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ ông giáo ra những video tiếp theo. Bên cạnh đó chúng mình hãy nhấn chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của ông giáo. Và bây giờ thầy mời chúng ta mở sách tự nhiên xã hội lớp 2. Bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống trang 94 95 để thực hiện một số hoạt động trong bài 25. Tìm hiểu cơ quan, bài tiết, nước tiểu, tiết 1 và tiết 2 luôn. Và để chúng ta biết được những cơ quan, bài tiết, nước tiểu là những cơ quan nào và chúng mình cần làm gì để bảo vệ cơ quan, bài tiết, nước tiểu thì thầy mời chúng ta đến với một phần khám phá như sau. Ở đây chúng ta hãy cho thầy biết là hãy nói cho các bạn thói quen uống nước và đi tiểu hàng ngày của em. Ở đây chúng mình thấy là chúng mình thường uống nước và đi tiểu vào những lúc nào và giờ nào đây các em? À đúng rồi đấy các bạn. Vậy thì chúng ta thường hay uống nước và đi tiểu hàng ngày đúng không? Nhưng mà bình thường thì chúng ta hay uống nước vào mỗi buổi sáng và sau khi thức dậy và uống nước mỗi khi cần thiết đúng không? Còn chúng mình đi vệ sinh, đi tiểu thì thường thấy là những lúc buồn tiểu đúng không? Vậy thì chúng ta thấy là gì? À hàng ngày chúng ta thường có thói quen là uống nước và cũng như đi tiểu đúng không? Vậy thì chúng ta hãy quan sát và nói tên các cái bộ phận của cơ quan bài tiết nước tiểu. Vậy thì bây giờ đây là một cái hình cơ quan bài tiết nước tiểu của cơ thể chúng ta. Chúng ta có thể quan sát và thử tưởng tượng, thảo luận với bạn bè, anh chị em trong nhà hoặc là bố mẹ, chị và nói tên các bộ phận của cơ quan bài tiết nước tiểu. Vậy thì chúng mình thấy là đây là mô hình của một cái cơ quan bài tiết nước tiểu đúng không? Trên cơ thể của chúng ta. Thì đầu tiên chúng mình có thể cho thầy biết ở hai quả đây là hai quả gì? À đúng rồi, chúng mình thấy đây là thận của chúng ta. Và tiếp theo chúng ta thấy là có hai cái đường ống đi xuống đúng không? Đây gọi là ống dẫn nước tiểu. Còn chúng ta thấy ở phần gần gần cuối ở đây, đây là bộ phận bóng đáy và cuối cùng là ống đáy. Vậy thì dựa vào mô hình này, chúng ta có thể thấy là cơ quan bài tiết nước tiểu thì gồm có các bộ phận gì đây các em? À, đúng rồi. Từ khi chúng ta chỉ vào mô hình, chúng ta thấy cơ quan bài tiết nước tiểu thì gồm có các bộ phận như là thận này, đúng không? Ống dẫn nước tiểu này, bóng đáy này và ống đáy. Vậy thì chúng mình thấy là có bốn bộ phận đúng không? Của cơ quan bài tiết nước tiểu. Thầy nhắc lại một lần nữa, đó là thận, ống dẫn nước tiểu và bóng đáy và ống đáy đúng không? Đây là những bộ phận của cơ quan bài tiết nước tiểu. Tiếp theo chúng ta cùng sang một hoạt động tiếp theo, đó là chúng mình cùng xem ba bạn đang trò chuyện với bác sĩ và chúng ta hãy thảo luận trả lời một số câu hỏi sau nhé. Và các bạn đang thảo luận với bác sĩ: thưa bác sĩ, bộ phận nào trong cơ thể lọc máu để tạo thành nước tiểu ạ? Thì bác sĩ cho biết là thận có chức năng là lọc máu, loại bỏ các chất thải độc hại tạo thành nước tiểu. Và các bạn đang hỏi bác sĩ một câu, đó là nước tiểu được thải ra ngoài như thế nào ạ? Thì bác sĩ đã giải thích cho các bạn ấy, đó là nước tiểu từ thận theo ống dẫn nước tiểu xuống bóng đáy và thải ra ngoài qua ống đáy. Đây là một hình ảnh vẽ bộ phận của cơ quan bài tiết nước tiểu. Sau khi bác sĩ đã chỉ vào hình ảnh và phân tích rõ cho các bạn và cũng như giải đáp một số thắc mắc của câu hỏi của các bạn, thì bây giờ bạn nào có thể thảo luận và cho thầy biết là chức năng của thận là để làm gì? Dựa vào trò chuyện giữa các bạn học sinh và bác sĩ thì chúng mình thử đọc lại đoạn hội thoại và thảo luận với bạn bè anh chị ở trong nhà cho thầy biết là chức năng của thận là gì đây các em? À, thưa bác sĩ, bộ phận nào trong cơ thể lọc máu để tạo thành nước tiểu? À,
Thì ở đây bác sĩ là cho chúng ta biết là gì? Thận có chức năng lọc máu, loại bỏ các chất thải độc hại, tạo thành nước tiểu. Vậy chức năng của thận sẽ là... À đúng rồi, chức năng của thận đầu tiên sẽ là lọc máu đúng không? Và thứ hai đó là gì? Loại bỏ chất thải. Và cuối cùng sẽ là tạo nước tiểu đúng không? Vậy thì sau khi chúng ta thảo luận và chúng ta sẽ đưa ra đó là chức năng của thận gồm có lọc máu, loại bỏ chất thải, tạo nước tiểu. Còn bây giờ bạn nào có thể thảo luận và cho thầy biết đường đi của nước tiểu là đường đi như thế nào? Đường đi của nước tiểu thì từ đâu ra các em? Vậy thì chúng ta cùng thảo luận và cùng đọc lại đoạn hội thoại với các bạn học sinh nhé. Nước tiểu được thải ra ngoài như thế nào ạ? Thì bác sĩ đã giải thích cho các bạn ấy là nước tiểu từ thận theo ống dẫn nước tiểu xuống bóng đáy và thải ra ngoài qua ống đáy. Vậy thì bạn nào có thể nói lại đường đi của nước tiểu như thế nào? À đúng rồi, đường đi của nước tiểu thì từ là bắt đầu từ thận đúng không? Thì theo ống dẫn nước tiểu đúng không? Chúng ta thấy là từ thận xuống bóng bóng đáy và ống đáy. Như vậy đây là đường đi của nước tiểu. Vậy thì ở hoạt động này chúng mình đã biết được chức năng của thận cũng như biết được đường đi của nước tiểu dựa vào cuộc hội thoại và các lời giải thích của bác sĩ đúng không? Và tiếp theo chúng ta sang hoạt động thực hành. Ở hoạt động thực hành này chúng mình sẽ sắp xếp thẻ chữ. Ở đây chúng ta sẽ phải sắp xếp các cái thẻ chữ gồm có là chứa nước tiểu này, lọc máu và tạo thành nước tiểu, thải nước tiểu ra ngoài, dẫn nước tiểu xuống bóng đáy. Vì chúng mình sẽ phải dán vào những cái thẻ đang bị che khuất ở đây. Dựa vào cái mô hình này, chúng mình có thể dán bốn cái thẻ này thích hợp. Thì chúng mình vừa mới thảo luận đúng không? Xong cái hoạt động đó là chức năng của thận, đường đi của nước tiểu. Thì bây giờ chúng ta thử dán những cái thẻ phù hợp vào cái mô hình này, gồm có bộ phận nào thì chứa nước tiểu, bộ phận nào thì lọc máu tạo thành nước tiểu, bộ phận nào thì thải nước tiểu ra ngoài và bộ phận nào thì dẫn nước tiểu xuống bóng đáy dựa vào mô hình ở đây. Chúng mình thử dừng video và sắp xếp các cái thẻ này vào những cái che mất ở mô hình này cho thầy nào. Mỗi cái thẻ chúng ta sẽ dán vào những cái bộ phận tương ứng trên cái mô hình này. Thì đầu tiên chúng mình thấy là gì? À, thẻ chứa nước tiểu ở đây chúng ta sẽ xuống phần bóng đáy đúng không? Tiếp theo chúng ta sẽ thấy bộ phận nào lọc máu? À, đó là thận đúng không? Và thải nước tiểu ra ngoài thì đó là thải nước tiểu ra ngoài đó là bề đáy đúng không? Tiếp theo chúng ta sẽ thấy là đường dẫn nước tiểu đó là gì? À, đường dẫn nước tiểu ở đây đúng không? Như vậy dựa vào cái mô hình ở cuối cùng chúng ta thấy là gì? Chúng ta đã tạo thành đó là đầu tiên chúng ta thấy là thận là lọc máu đúng không? Và tiếp theo là đường đường dẫn dẫn nước tiểu đó là ống đáy đúng không? Và chúng ta thấy chứa nước tiểu đó là bóng đáy và thải nước tiểu ra ngoài là bộ phận cuối cùng đúng không? Ở đây chúng mình thấy là ống đáy đúng không? Bộ phận cuối cùng sẽ là ống đáy. Như vậy thì thầy vừa sắp xếp các cái thẻ chữ và xong cho chúng ta. Bạn nào có cùng đáp án với thầy là đúng nhé. Bây giờ chúng ta thấy là gì? Chức năng của các cơ quan bài tiết nước tiểu thì gồm có lọc máu, là đây là chức năng của một số cơ quan bài tiết nước tiểu thì gồm có thận này, lọc máu đúng không? Tạo thành nước tiểu. Và chúng ta có ống dẫn dẫn nước tiểu là ống dẫn ống nước tiểu đúng không? Tiếp theo cho là chứa nước tiểu sẽ là bóng đáy và thải nước tiểu sẽ là ống đáy. Ở đây chúng mình thấy các cái bộ phận cũng như chức năng của cơ quan bài tiết, có mỗi bộ phận sẽ có một chức năng khác nhau. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với hoạt động vận dụng. Ở đây chúng mình thấy là gì? Điều gì xảy ra nếu như bóng đáy quá đầy nước tiểu mà không được thải ra và có vật cản nằm trong ống dẫn nước tiểu? Vậy thì chúng mình có thể quan sát nhé. Đây một bạn đang suy nghĩ và thảo luận cho thầy câu hỏi đầu tiên, đó là ví dụ như bóng đáy quá đầy nước tiểu mà không được thải ra thì sẽ như thế nào? Ở đây chúng ta thấy là hình hình bóng đáy ở đây đúng không? Và quá đầy thì chúng ta thấy như thế nào? Tiếp theo là không may có một vật cản nằm trong ống dẫn nước tiểu thì chúng ta sẽ thấy như thế nào? Bây giờ chúng mình thử suy nghĩ và thảo luận cho thầy hai câu hỏi này nhé. Vậy thì chúng ta sẽ tưởng tượng xem nếu như bóng đáy quá đầy mà không được thải ra ngoài thì sẽ như thế nào?
À đúng rồi. À rất là dễ vỡ vỡ băng đài đúng không? Vì mình thấy là gì? Nhiều bạn đang nín đái thì rất là nguy hiểm. Như thế thì băng đài sẽ bị đầy nước và sẽ bị vỡ. Như thế này thì rất là nguy hiểm đến sức khỏe con người cũng như tính mạng đúng không? Còn đến không may có vật cản vào cái đường dẫn ống nước tiểu này đúng không? Đường dẫn xuống băng đái thì sẽ như thế nào? À đúng rồi, nước tiểu không xuống được băng đái và như vậy cũng là rất là nguy hiểm đúng không? Vì mỗi lần thận lọc ra thì chúng ta thấy là nước tiểu sẽ theo đường ống đái và xuống bụng băng đái đúng không? Nhưng không may bị tắc thì chúng ta thấy là có thể dẫn đến là đau đúng không? Giống như đau và có thể bị ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như tính mạng đúng không? Như vậy à, điều có thể xảy ra nếu như là băng đái quá đầy mà không được tiểu thì có thể là vỡ băng đái. Còn có vật cản nằm trong ống dẫn nước tiểu thì nước tiểu không xuống được băng đái thì cũng rất là nguy hiểm đúng không? Đây là những điều xảy ra nếu như băng đái quá đầy nước mà không đi tiểu và có vật cản nằm trong ống dẫn nước tiểu. Vậy thì chúng ta đã thấy là như thế nào? À đúng rồi, hai bạn đã thảo luận xong và đã thấy được cái tầm quan trọng của các bộ phận bài tiết nước tiểu đúng không? Mình đã hiểu vì sao có vật cản trong ống dẫn nước tiểu sẽ gây ra khó khăn cho việc thải nước tiểu đúng không? Vậy thì chúng ta thấy là à chúng mình cần phải bảo vệ chăm sóc các cái cơ quan bài tiết nước tiểu đúng không? Và như vậy chúng ta cần phải ghi nhớ cho thầy đó là thận có chức năng lọc máu tạo thành nước tiểu, nước tiểu xuống bóng đáy của ống dẫn nước tiểu và thải ra ngoài của ống đáy. Đây là các cái chức năng của bộ phận bài tiết nước tiểu đúng không? Vậy thì thầy cũng đã hướng dẫn cho chúng ta một số hoạt động trong bài 25 tìm hiểu cơ quan bài tiết nước tiểu. Bạn nào thấy hay thì like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ giáo ra những video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều.